Hay là cô nghỉ ngơi tí đi, để đó tôi dán cho. Từ trước tới giờ Harry chưa bao giờ rời xa tôi hết trơn á. Chắc bây giờ nó đang sợ lắm. Nhìn nó bự con vậy thôi, nó một mình yêu đuối lắm. Harry ơi, cô ăn mấy bánh mì đi, cô dậy hoài chắc cô xỉu á. Giờ này mà còn ăn uống nữa hả? Anh nghĩ tôi nuốt trôi nổi không? Anh nghĩ sao mà anh đưa cháu của tôi cho người khác mượn vậy? Cô vừa nói là cô nuốt không nổi mà. Thằng mới có sức đi tìm Harry chứ. Alo. Phải con chó lông màu trắng là của cô không? Dạ đúng rồi cô. Đúng rồi. Trên dây cổ nó đó có ghi số điện thoại nữa. Dạ dạ, số điện thoại của con á. Harry của con á cô. Bây giờ nó đang ở trước cửa nhà cô đó, mà nó không có chịu đi đâu hết á. Dạ, cô cho con địa chỉ nha, con tới con đón nó liền. Thủ Đức. Địa chỉ này. Con biết địa chỉ này rồi. Cô ơi, bây giờ con tới con đón Harry liền. Qua anh giờ Harry chưa có ăn uống gì trơn, con chẳng ăn uống giùm con nha. Con tới liền nha cô. Đi đón Harry đi. Mai ơi, tìm được Harry rồi nha, bây giờ tôi trên đường đi đón nó nè. Ok bà. Từ đây tới đó không phải gần, mà tại sao nó có thể đi xa vậy ta? Mà hồi nãy nghe chuyện điện thoại á, là cô biết cái chỗ đó hả? Sao cô biết cái nhà đó vậy? Harry được sinh ra ở đó. Vậy ngay từ đầu, Harry không phải là của cô. Cô gì ơi, bắt giúp tôi con chó với. Ôi, 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 ôi. Ôi. Xin chào, xin chào. Cảm ơn cô nha. Harry, mà chạy bậy bạ vậy không sợ bị bắt hả? Chỉ ra Harry là tên của con hả? Hay có phải là hero còn Rick là giàu có không? Anh hùng giàu có hả? Siêu anh hùng giàu có hả? Đại khái vậy. Dễ thương quá đi. Tên cũng đẹp mà ý nghĩa nữa. Harry ơi, Harry ơi. Mày hư lắm nha Harry. Xin lỗi. Xin lỗi nhiều nha Harry. Mày hư lắm nha, mày xin lỗi vậy đi kìa. À, không sao, nó đâu có biết gì đâu, không sao đâu. À, hay tôi mời cô uống nước để xin lỗi nha. À, thôi không cần đâu. Phải cần chứ, tại Harry mà đã làm dơ cái áo của cô. Nước cam ngon không? Thôi bây giờ mình chơi đố vui đi. À, được á. Chơi đố vui nhưng mà anh phải cẩn thận đó nha. Đố vui là tôi siêu cấp luôn á. Phải không? Ừ. Rồi, bây giờ đố cái gì ta? Đó, tôi đố cô. Tại sao dưa hấu lại được gọi là dưa hấu? Biết không? Không biết. Tại vì nó là cậu của Bí Ngô đó. Trời ơi, vậy mà nói chơi đố vui rồi. Bây giờ tiếp nè. Tại sao há cảo lại biết nó là há cảo? Đó. Biết không? Biết luôn. Trời ơi, vậy mà nói giỏi. Tại vì nó phải biết đó là ai chứ. Trời ơi, nổ quá nổ luôn à. Đâu giỏi đâu nữa. Vui không?
Cười là vui rồi, cười là vui rồi nha. À, tới tới lượt tôi nha. Tại sao con kỳ đà tên là kỳ đà? Ủa kỳ đà sao? Tôi không biết. Tại vì kỳ đà là cha của cắt ké. À, vậy là cô nhớ rồi mấy bài đồng dao rồi đúng không? Đúng rồi. Kỳ đà là cha cắt ké. Cắt ké là mẹ kỳ nhông. Kỳ nhông là ông kỳ đà. Công nhận cô lanh thiệt nha. Nhưng mà cô bao nhiêu tuổi rồi? À, tôi 20 tuổi. 20 tuổi luôn á hả? Tôi mới có 3 tuổi mà. Sao? Thấy vui không? Cười đó kìa, thành công rồi. Eric ơi, thành công rồi. Cười là vui phải không? Cười là vui là kìa Eric ơi. Thế mà hai người cũng cười được. Cuộc nói chuyện thật là nhạt nhẽo mà. Được rồi, lên xe đi, tôi chở đi. Đi. Đi lại. Đi. Harris! Trời ơi, em có biết là chị Tiền cực khổ lắm không? Có sao không? Có bị gì không vậy? Chồng cô. Rồi, cô mời ngay con uống nước. Cô uống nước đi. Dạ. Uống nước đi. Cô ơi, con cảm ơn cô nhiều lắm á. Con không biết phải sao để trả ơn cho cô nữa. Không có sao đâu con ơi. Cảm ơn cô nha cô. Không. Con cảm ơn cô. Không có gì đâu. Dạ. Tụi con cảm ơn cô. Ừ. Dạ thưa cô. Tụi con có một ít, tuy không nhiều, nhưng mong cô nhận cho. Thôi thôi. Bà nói học lấy đâu. Con cất vô đi mà. Tại vì á, cô với Harris không có xa lạ gì đâu. Trời, bộ con quên cô rồi hả? Con hả? Ừ. Cô là chủ nhà trọ này nè. Cách đây 3 năm con thường tới lui đây nè. Cô gặp con mấy lần rồi đó. À, con nhớ rồi. Con chó này nè, nó từng ở đây. Lúc đó đó, nó nhỏ như lòng bàn tay vậy nè. Mà bây giờ con thấy á, nó lớn nhanh ghê không? Trời ơi, thời gian thiệt là nhanh. Hình này toàn là chụp ở nước ngoài không à? Là anh đi anh chụp á hả? Đâu có. Em nhìn sao á, mấy tấm hình này là những cảnh đẹp trên thế giới. Mà anh thì anh, ước mơ của anh là muốn đi du lịch khắp thế giới mà. Ước mơ nhớ con nít chú à? Con nít gì mà con nít. Tầm 10 tới 20 năm nữa thôi, lúc đó cuộc sống thoải mái hơn. Rồi anh sẽ đi du lịch khắp thế giới. Anh sẽ chụp tất cả những cảnh đẹp trên thế giới này lại. Cũng hơi lâu ha. Chưa hết, lúc đó anh sẽ chọn một nơi mà đẹp nhất để anh sống nè. Rồi anh sẽ tìm một cô gái nào đó hợp ý với anh. Anh sẽ cưới rồi sống hạnh phúc với nhau tới trọn đời. Hay quá ha. Ở đây có rồi nè. Mà còn bị đặt tìm chỗ khác nữa hả? Vậy mình sống hạnh phúc tới trọn đời luôn. Ê, bây giờ mình chơi trò chơi đi. Không ngờ luôn á, cái trò chơi giả chết thì tưởng đơn giản mà cũng vui ghê. Nãy giờ mấy tiếng đồng hồ rồi đó. Thời tiết đẹp vậy mà vui thiệt chứ. Phải chi được chết thì tốt biết mấy. Em có biết nước ngoài người ta có câu là the good day to die đó. Vui đúng không? Nè, không có được nhúng nhích á, đang đóng giả chết mà. Nhưng mà giả chết mà cái miệng còn nhúc nhích được là có cái miệng còn sống thôi hả? À, nằm im đó. Để anh chụp em một tấm hình. Rồi, coi như từ đây tới cuối đời anh không bao giờ quên hình ảnh của My nữa. Ờ. Vậy là chụp hình đó hả? Đúng rồi. My cũng chụp anh một tấm đi để đừng quên anh. Ok. Anh đang đẹp trai lắm luôn nè. Xong. Đừng quên anh nha. Eric ơi. Eric.
Đây nè, chào chị My đi. My ơi, cuối cùng anh cũng thỏa được ước mơ đi du lịch vòng quanh thế giới của mình rồi. Anh không biết mình nên đi 2 hay 3 nước nữa. Nhưng dù sao, đi như vậy là vui lắm rồi. Vì chuyến đi này được tiến hành sớm hơn so với dự định, nên anh đã quyết định để Harriet ở lại. Trong những ngày tháng không có anh, em phải chăm sóc Harriet giùm anh nha. Hẹn gặp lại em, chào em. Từ đây về sau á, mình sẽ sống chung với nhau. Chị sẽ chăm sóc cho em thật là tốt nha. Để kiếm được mày, cô ấy phải mất ăn mất ngủ mấy ngày. Nhưng dù sao mày cũng không sao đâu. Nghĩ lại, làm chó cho mày xíu đi. Khó chịu quá. Harriet, thấy chị đó không? Chị ấy đẹp chứ? Harriet, cô nhớ chị đó không? Nè, chỉ cần chạy tới chỗ đó là được. Trông cậy vô mày đó nha. Nếu lần này thành công, tao sẽ thưởng cho mày 10 trái chuối. Đi đi, đi. Cô gì ơi, bắt giúp tôi con chó với. Ôi, 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 ôi. Dạ, tính chạy đâu đó cưng. Xin chào. Cái tên nó dễ thương mà ý nghĩa quá ha. Harriet. Trước vẫn tốt hơn mà. Với lại
Tao sắp đi xa thiệt đó. Mày đi cùng tao chứ. Giàu 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 thì là ai cũng cần, chỉ mong cuộc sống đúng.